Phương Thảo kính chào quý khán thính giả và mời quý vị nghe một số tin tức trong 24 giờ qua. Montreal gia hạn tình trạng khẩn cấp trong khi số nhiễm nCoV lên đến 4.775 người. Trong cuộc họp báo chiều hôm thứ Tư, Thị trưởng Montreal Valérie Plante loan báo gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 5 ngày nữa. Trong khi đó, toàn thành phố có 4.775 trường hợp nhiễm nCoV, có nghĩa là thêm 371 trường hợp mới trong 24 giờ qua. Thành phố cũng đã có tới 74 người chết vì COVID-19. Hiện đang có 259 trường hợp nằm điều trị tại bệnh viện. Dịch cũng đã bùng phát tại 46 cơ sở chăm sóc dài hạn và 16 nhà dưỡng lão trên đảo Montreal. Giám đốc Y tế Công cộng Montreal cung cấp bản cập nhật nói rằng với các mô hình dự đoán của tỉnh bang, dịch bệnh trên toàn tỉnh bang sẽ đạt đỉnh cao trong khoảng ngày 15 đến 20 tháng 4. Đỉnh cao của Montreal có thể đến trước vài ngày, nghĩa là trong vài ngày tới. Giám đốc Y tế Công cộng Montreal nói như vậy có nghĩa là các biện pháp về khoảng cách giao tiếp sẽ còn tiếp tục thực thi cho đến cuối tháng 4. Theo thông báo cập nhật của Thủ hiến François Legault, tính đến chiều thứ Tư 8 tháng 4, toàn tỉnh bang Quebec có 175 người chết vì COVID-19 và số trường hợp xác nhận nhiễm bệnh lên tới 10.031 người. Tính đến hết ngày 8 tháng 4, ổ dịch trầm trọng nhất trên thế giới vẫn là Mỹ với 425.469 người nhiễm bệnh và 14.590 người thiệt mạng. Liên bang có biện pháp tạo việc làm cho sinh viên trong mùa hè. Chính phủ liên bang đang đẩy mạnh một chương trình để khuyến khích các doanh nghiệp thuê sinh viên làm việc trong mùa hè bằng cách hứa sẽ đài thọ 100% chi phí. Chương trình làm việc mùa hè Canada là một chương trình đã có trước đây trong những trường hợp bình thường sẽ trợ cấp cho các chủ nhân thuê sinh viên bằng cách trả tới nửa số tiền lương tối thiểu của công nhân. Nhưng trong bối cảnh mất việc chưa từng có do COVID-19 gây ra, Thủ tướng Justin Trudeau tuyên bố rằng Ottawa đang tăng cường chương trình trong năm nay để giúp cho sinh viên tìm được việc làm trong thị trường khó khăn nhất chưa từng thấy. Thủ tướng Trudeau nói, thật khó để cho mọi người ở mọi lứa tuổi tìm được việc làm. Mục tiêu là tạo ra tới 70.000 việc làm cho những người trẻ tuổi. Ottawa ước tính chi phí của chương trình sẽ vào khoảng 263 triệu đô la. COVID-19 xuất hiện trên 4 hàng không mẫu hạm Mỹ. Hàng không mẫu hạm USS Nimitz ghi nhận một thủy thủ dương tính với nCoV, trở thành hàng không mẫu hạm thứ tư của Hải quân Mỹ có người nhiễm virus corona. Giới chức Hải quân Mỹ hôm qua cho biết một thủy thủ trên tàu USS Nimitz được xét nghiệm dương tính với nCoV. Người này đã được đưa ra khỏi tàu và cách ly, trong khi các binh sĩ tiếp xúc gần được theo dõi theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ. Một thủy thủ khác thuộc USS Nimitz cũng dương tính với nCoV nhưng không có mặt trên tàu trong thời gian qua. Đây là hàng không mẫu hạm thứ tư của Mỹ báo cáo ca nhiễm nCoV. Trước đó, hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan neo đậu ở Nhật Bản và USS Carl Vinson đang bảo dưỡng ở tiểu bang Washington cũng đã ghi nhận một số trường hợp mắc COVID-19. Tình trạng nghiêm trọng nhất xảy ra trên hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt khi ít nhất 155 thủy thủ đã dương tính với nCoV. Tàu này phải đình chỉ nhiệm vụ từ ngày 26 tháng 3 và cập cảng Guam để xét nghiệm. Hạm trưởng Fred Crozier đã bị cách chức sau khi viết thư kêu gọi lãnh đạo hải quân cho di tản thủy thủ đoàn. Danh ca khiếm thị sẽ hát ở thánh đường không người. Andrea Bocelli, nghệ sĩ mù người Ý, sẽ hát trong thánh đường không người vào lễ phục sinh năm nay. Chương trình Porcelli Music for Hope diễn ra tại thánh đường Duomo ở Milan vào 19 giờ ngày 12 tháng 4, phát trực tiếp trên YouTube, tức 13 giờ miền Đông Bắc Mỹ. Theo Variety, Andrea Bocelli sẽ chỉ xuất hiện cùng một nghệ sĩ organ của nhà thờ, danh ca dự trù, trình diễn Ave Maria của Schubert và Santa Maria của Mascani. Danh ca Porcelli hy vọng buổi trình diễn sẽ lan tỏa sức mạnh tinh thần, giúp mọi người mạnh mẽ hơn, sớm vượt qua đại dịch. Ca sĩ nói, nhờ có âm nhạc, truyền hình trực tuyết và hàng triệu bàn tay cùng cầu nguyện trên khắp thế giới, chúng ta sẽ ôm ấp trái tim đau thương này. Milan và Ý sẽ mạnh mẽ, can đảm và chiến thắng một lần nữa. Sẽ là niềm vui sướng khi ở giữa thánh đường Duomo, thời khắc của đại lễ, và được chứng kiến mầu nhiệm của sự tái sinh. Andrea Bocelli, 61 tuổi, là ca sĩ, nhạc sĩ Ý nổi tiếng với chất giọng nam cao. Tên tuổi của ông được gắn liền với các nhạc phẩm Bisami Mucho, Time to Say Goodbye. Ông bị tai nạn và mù vĩnh viễn từ năm 12 tuổi. Ngừng tổ chức Hoa hậu Hồng Kông 2020. Cuộc thi Miss Hồng Kông 2020 không diễn ra vào mùa hè như dự trù vì COVID-19. Đơn vị tổ chức Đài TVB lo ngại việc các thí sinh từ khắp thế giới tham gia sẽ không an toàn trong bối cảnh đại dịch. Bà Dư Vịnh Sang, đại diện của ban tổ chức nói, hàng năm đều có các sinh viên ở nước ngoài về Hồng Kông dự thi. Chúng tôi có nhiều việc chưa thể chuẩn bị chu đáo. Chúng tôi không muốn các thí sinh mạo hiểm đến Hồng Kông. TVB cho rằng tổ chức thi nhan sắc, ca múa, trình diễn trang phục trong bối cảnh toàn cầu chống chọi COVID-19 là không phù hợp. Hoa hậu 2019, Hoàng Gia Văn cùng các Á hậu Vương Phi, Cổ Bội Linh sẽ giữ nhiệm kỳ thêm một năm. Đây là lần đầu tiên Miss Hồng Kông bị gián đoạn từ khi tổ chức năm 1973. Nhiều diễn viên nổi tiếng từng tham gia cuộc thi này, trong đó có Trương Mạn Ngọc, Lý Gia Hân, Viên Vịnh Nghi, Quách Ái Minh, Chung Sở Hồng, Quách Khả Doanh, Từ Tử Sang, Hồ Hạnh Nhi. Phương Thảo kính chào và hẹn gặp lại vào kỳ tới.